Circle chính thức giành được giấy phép stablecoin đầu tiên tuân thủ MiCA. Nhà phát hành stablecoin Circle đã chính thức nhận được giấy phép Electronic Money Institution, gọi tắt là EMI. Điều kiện tiên quyết để cung cấp stablecoin chốt bằng đô la và euro tại Liên minh châu Âu, EU, theo quy định thị trường tiền điện tử, hay còn gọi là luật MiCA. Circle, công ty đứng sau stablecoin USDC đã trở thành nhà phát hành stablecoin toàn cầu đầu tiên tuân thủ MiCA. Trước khi các quy định có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6, một số sàn giao dịch đã hủy niêm yết các stablecoin chốt bằng euro như EURT của Tether. Giấy phép EMI từ Cơ quan Quản lý Ngân hàng Pháp cho phép Circle Mint Franc phát hành stablecoin EURC chốt bằng euro tại EU và USDC cho khách hàng trong khối 27 quốc gia từ một thực thể duy nhất. Theo chia sẻ từ Dante Dispater, trưởng bộ phận chính sách của Circle, giấy phép mới là kết quả sau 5 năm phát triển chính sách phối hợp tại châu Âu. Theo ông, MiCA minh chứng cho sự tồn tại lâu dài của ngành, nhưng cũng rõ ràng không còn con đường tắt nào nữa, trừ khi không hoạt động ở nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Các sản phẩm crypto tiếp tục ghi nhận dòng tiền ra tuần thứ ba liên tiếp. Theo báo cáo hàng tuần từ CoinShares, các sản phẩm hoán đổi giao dịch ETP, tiền điện tử đã ghi nhận dòng ra 30 triệu đô la Mỹ, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp bị rút vốn ròng. Đáng chú ý, các ETP được lập chỉ mục theo ETH đã bị rút hơn 60 triệu đô la vào tuần trước, dòng ra lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2022. Điều này khiến ETH trở thành tài sản có hiệu suất kém nhất trong năm về dòng tiền ròng, với tổng dòng ra của ETH lên tới 119 triệu đô la Mỹ trong 2 tuần qua. Ngược lại, ETP đa tài sản và BTC đã ghi nhận dòng vốn vào lần lượt là 18 triệu đô la Mỹ và 10 triệu đô la Mỹ. Dòng tiền chảy ra từ sản phẩm short BTC đạt tổng cộng 4,2 triệu đô la Mỹ, cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường. Bất chấp hiệu suất kém của ETH ETP, tốc độ dòng tiền chảy ra đã chậm lại so với các tuần trước. Theo khu vực, Hoa Kỳ, Brazil và Úc ghi nhận dòng vốn vào lần lượt là 43 triệu đô la Mỹ, 7,6 triệu đô la Mỹ và 3 triệu đô la Mỹ, trong khi Đức, Hồng Kông và Canada đối mặt với dòng ra lần lượt là 29 triệu đô la Mỹ, 23 triệu đô la Mỹ, 14 triệu đô la Mỹ. Nhiều nhà cung cấp ETF báo cáo dòng tiền vào nhỏ, riêng GBTC của Grayscale đã chứng kiến dòng ra đáng kể 153 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch hàng tuần của các ETF tăng 43% lên 6,2 tỷ đô la Mỹ, mặc dù vẫn thấp hơn mức trung bình 14,2 tỷ đô la Mỹ trong năm. Đối thủ LinkedIn, Bondex huy động thành công 10 triệu đô la Mỹ. Bondex, một nền tảng Web3 cạnh tranh với LinkedIn và thưởng cho người dùng bằng crypto, đã huy động được hơn 10 triệu đô la Mỹ. Theo một thông báo mới nhất từ Bondex, số tiền này đến từ hai đợt huy động vốn. Đợt đầu tiên vào tháng 8 năm 2021, Bondex huy động hơn 4 triệu đô la Mỹ từ Animoca Brands, Morningstar, Dexfox Ventures, Younger và các quỹ khác. Đợt thứ hai, vào tháng 3 năm 2024, thu về hơn 6,5 triệu đô la Mỹ thông qua ICO trên Coinlist. Bondex đã bổ sung 5 đối tác tuyển dụng mới gồm Binance, Blockchain.com, Chainlink, CoinMarketCap và ANKR. Theo chia sẻ từ Ignacio Palomera, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập Bondex, phần lớn số vốn sẽ được sử dụng để cải thiện nền tảng và cạnh tranh với các trang mạng nghề nghiệp truyền thống. Bondex là nền tảng kết nối doanh nghiệp với người dùng để tuyển dụng, cho phép người dùng KYC bằng cách kết nối Gmail, số điện thoại hoặc LinkedIn. Khi một công ty tuyển dụng thành công, người giới thiệu trên Bondex có thể nhận được tiền thưởng lên đến 10.000 đô la Mỹ hoặc bằng token BDXN. Ngoài mục tiêu kết nối tuyển dụng, Bondex hiện sở hữu mini app trên Telegram với tính năng tự động đào token BNDX thông qua cơ chế Tap to Earn. Mô hình này trở nên phổ biến sau khi Notcoin trở thành Binance Launch Pool thứ 54. Tuy nhiên, các dự án theo mô hình này, bao gồm Hamster Combat và Pixelverse, hiện chưa ra mắt token và chưa được niêm yết trên các sàn giao dịch. Tốc độ đào Pi tháng 7 trở thành chủ đề được quan tâm ngay lúc này. Trên các diễn đàn Pi lớn, những cuộc thảo luận xung quanh tỷ lệ khai thác Pi tháng 7 đang trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Sau loạt update được thực hiện trong tháng 6, cộng với những tuyên bố về Open Mainnet gần đây của Pi Core Team. Trong tháng trước, tỷ lệ khai thác Pi đã bất ngờ giảm mạnh đến 27%, từ 0,00557 Pi trên giờ xuống còn 0,00407 Pi trên giờ. Sự thay đổi lớn này cho thấy sức hấp dẫn của Pi Network trong việc thu hút người dùng mới. Với những update lớn trong tháng 6, đặc biệt là khi những dấu hiệu liên quan đến Open Mainnet ngày càng rõ nét, việc có thể đào được thêm bao nhiêu Pi đang trở thành vấn đề đao đáo trong cộng đồng. Trên các diễn đàn Pi lớn, cộng đồng Pioneer đang tích cực thảo luận về câu chuyện này, với nhiều dự đoán cho rằng tỷ lệ khai thác tháng này sẽ giảm mạnh và Pi ngày càng khan hiếm trước thềm Open Mainnet. Tỷ lệ khai thác được xem là một chỉ số quan trọng, cho thấy độ khó trong quá trình khai thác.
Mặt khác, nó cũng là dấu hiệu cho thấy mức độ hoạt động trên mạng lưới sẽ tăng hay giảm phụ thuộc phần lớn vào số lượng người dùng tham gia khai thác. Với việc tỷ lệ khai thác Pi giảm, sẽ đặt ra nhiều khó khăn hơn cho các Pioneer khi số Pi đào được giảm và khả năng cạnh tranh tăng. Hoa Kỳ và Đức tiếp tục dục dịch di chuyển lượng lớn BTC và ETH. Dữ liệu từ Arkham đã tiết lộ rằng chính phủ Đức và Hoa Kỳ đã tiếp tục di chuyển thêm BTC và ETH vào ngày hôm qua, báo hiệu ý định tiềm tàng trong việc bán các tài sản này. Theo đó, chính phủ Đức đã chuyển tổng cộng 1.500 BTC, tương đương khoảng 94 triệu đô la Mỹ, đến các địa chỉ như Coinbase, Kraken và Bitstamp. Cụ thể, họ gửi 600 BTC và 500 BTC đến một địa chỉ không xác định, cùng 200 BTC đến Bitstamp, 100 BTC đến Coinbase và 100 BTC đến Kraken. Trong khi, chính phủ Hoa Kỳ được cho là đã chuyển 3.375 ETH, trị giá khoảng 11,75 triệu đô la Mỹ, từ một ví chứa tài sản bị tịch thu đến một địa chỉ không xác định. Những giao dịch này diễn ra sau các động thái tương tự từ cả hai chính phủ vào tuần trước. Hiện tại, các ví của chính phủ Hoa Kỳ đang nắm giữ khoảng 213.534 BTC, trị giá 13,42 tỷ đô la Mỹ và 50.524 ETH, trị giá 175,9 triệu đô la Mỹ, cùng với các tài sản tiền điện tử khác. Chính phủ Đức hiện nắm giữ 44.692 BTC, trị giá 2,81 tỷ đô la Mỹ. Đây là hai quốc gia nằm trong số những quốc gia nắm giữ BTC nhiều nhất, với Hoa Kỳ dẫn đầu, tiếp theo là Trung Quốc, Anh, Đức và Ukraine. Tính đến khuya ngày 2 tháng 7, BTC đang trao đổi tại 62.999 đô la Mỹ, tăng gần 2,5% trong ngày, trong khi ETH tăng 2% lên mức 3.459 đô la Mỹ, theo dữ liệu từ CoinGecko. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZitoListVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.